Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tiếp theo trong video này, giới thiệu đến các bác một chiếc Omni 5.1 của hãng Đờ Nông. Omni có model là AVR 1000G với thiết kế mặt nhôm phay màu vàng chanh rất đẹp và có hai hồi gỗ ốp ở hai bên. Em sẽ đo kích thước chiều ngang của Omni. Chiều ngang tính cả hồi gỗ nó là 47. Size khá lớn. Và chiều sâu là 30 các bác nhé. 47 30. Thương hiệu Đờ Nông. Model là AVR 1000G. Âm đi có chiều cao là khoảng 15 cm tính cả chân. Đây là công tắc bật nguồn. Các chức năng ở phía trước. Trên đây là dùng cho dò đài các bác nhé, radio. Ấn vào đây là chuyển chế độ FM và AM. Bên này là chọn ngõ vào. Audio thì ấn vào đây. Đây là video. Dưới là tab monitor. Ấn vào audio đây để chuyển các chế độ đầu vào. Tuner. Đây đang hiện FM này. Ấn vào đây thì nó sẽ chuyển AM hoặc là FM. Đây là chọn tần số. Đây em đang cắm mặt cổng CD ở phía sau nên là để chế độ CD. Ở phía dưới các chế độ bypass. Đây là chế độ chuyển các chế độ nghe nhạc. Rất nhiều chế độ để cho mọi người có thể lựa chọn. Và đây là chế độ center. Các bác ấn vào đây thì nó sẽ nghe được cả loa center nhé. Hai loa chính và các loa center ở phía sau. Đây là chỉnh bass. Đây là check. Và lăng cân vế. Các ngõ vào của video AUX cắm ở phía trước. Đây là cái núm chỉnh volume to nhỏ. Cái này thì nó bị rơi mất cái núm volume của nó rồi. Bây giờ thì em lai bằng một cái núm volume khác. Cũng là núm nhôm nhưng mà nó là màu đen. Rất là vừa luôn. Này các bác về có thể có núm khác thì thay vào. Hoặc là các bác phun sơn cho nó thành màu khác. Nó sẽ hợp hơn. Đó. Vẫn rất là vừa nhé. Dùng tạm cái này. Hai bên là hai hồi gỗ màu đen còn khá là đẹp luôn.
vân gỗ màu đen bóng các bác nhé. Và lắp lưng của ông đi là màu đen. Lắp lưng thì đã sơn lại nhé. Cái này không phải là nó bị bong chóc hay là bị rỉ sét. Lắp lưng cũ của nó là màu ghi nhưng mà nó không được đẹp. Nó nhìn nó hơi bẩn nên là đã sơn lại màu đen. Rất là mịn và đẹp các bác nhé. Vâng, đây là phía sau của âm đi đờn ông. Thông số của âm đi đờn ông AVR1000G. Âm đi chạy điện 110V hoặc là 220V. Đây có cái gạt ở chế độ 110 hoặc là 220V. Cái này em đang để ở chế độ 220V nhé. Đây, các bác không phải dùng thêm cái đổi nguồn nữa, cắm trực tiếp vào điện 220V là dùng được. Âm đi có công suất, tổng công suất lên đến 350W. 350W. Made in Japan. Số series là 5493. Âm đi được sản xuất tại Nhật Bản. Đây là cầu bắt chính. Đánh một cặp loa chính đây các bác nhé. Và đây là loa center. Loa center em đã test ok. Các bác bật sang chế độ center là có thể nghe được loa center. Và trên này cũng vậy, để xem phim. Cái cầu bắt dây loa này thì nó bị vỡ cái miếng nhựa ở bên dưới do vận chuyển, tuy nhiên là vẫn bắt rất là tốt, rất là chắc luôn, không ảnh hưởng các bác nhé, bị bên này thôi, xoay vẫn rất chặt. Các ngõ vào âm thanh, đây là audio. Đây em đang cắm ở chế độ CD. Các bác cắm vào CD thì nó nghe qua đường CD nhé. Ngoài ra còn có ngõ nữa ở bên dưới này. Đây là đường ra. Tap out. Đây là dùng cho video. Đây này là anten AM và FM. Âm đi có thể chơi loa từ 6 ohm cho đến 16 ohm. Những loa 4 ohm thì các bác có thể chơi những cặp loa nhỏ, loa dàn của Onkyo là cũng có thể chơi được. Âm đi rất khỏe các bác nhé, đánh những cặp loa bass lớn 2530 ok. Vâng, em quay qua nội thất của âm đi. Âm đi có cái tăng phô nguồn rất là lớn luôn. Bên trong còn nguyên bụi. Cái này nó vẫn đang hoạt động bình thường thì hạn chế động chạm vào các bác nhé. Vì nó rất là nhiều dây dợ và linh kiện. Âm đi này chạy 8 con sò. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ở dưới là có 6 con nhé. 6 con sò ở bên dưới đây. Và bên trên có 2 con. Tất cả các sò đều nguyên zin. Đây là tụ lọc nguồn. Rất nhiều vi mạch.
Vâng, mọi thứ còn nguyên zin các bác nhé. Và em sẽ test qua các chiếc răng. Vâng, chất âm của đàn ông ba dài rất là tốt, lời sáng và đặc biệt là tiếng bát đánh rất ấn tượng các bác nhé. Giá bán cho chiếc âm ni đàn ông là 1.500.000, giá chưa bao gồm phí ship. Và bác nào có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại 0935668698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Xem kỹ trước khi liên hệ và xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.